Ngôi nhà gọi là nhà truyền thống của Nhật ấy. Chúc tôi vào trong xem một chút nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong để xem ở bên trong có gì nhá. Yeah. Let's go. Ok. Gỗ này chắc là lâu lắm rồi đấy. Ôi, cái cây to quá. Ôi, cái vườn này thật tuyệt. Đẹp quá. Nhìn này, nhìn này. Ồ, chỗ đấy chụp ảnh đẹp lắm đấy. Đi, chúng ta sẽ đi vào chụp ảnh thôi. À, chị biết rồi. Đây là chỗ sản xuất rượu. Đúng vậy đấy. Nhìn thấy cái này thì Kumiki biết là sản xuất rượu. Đây chắc là thùng nấu rượu lâu năm rồi. Ngày xưa rượu được làm trong những thùng to này. Cùng chụp hình nào. Wow, mùi gỗ thơm quá. Nói trong này rất là vang nè. Yeah. Chụp nhé. 3, 2, 1. Đây là loại rượu sake đang tạo được tiếng vang trên thế giới. Sake là rượu được chân cất từ gạo. Đây là loại rượu có tác dụng làm đẹp với các thành phần có lợi cho sức khỏe như là khuẩn Koji, còn gọi là nấm cúc, amino acid, polyphenol. Kobe là một vùng đất gần núi và biển, là vùng đất được thiên nhiên ban tặng với nước và gió. Ở đây còn nổi tiếng nhờ một loại rượu. Nơi đây còn được mệnh danh là Bordeaux của Nhật. Shushinkan là một hầm rượu có 260 năm truyền thống làm rượu. Sử dụng nước và gạo của Kobe với phương pháp sản xuất từ ngày xưa hoàn toàn là bằng tay. Loại rượu sake được làm ở đây là một nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu. Tận trong sâu một góc vườn xinh đẹp của Nhật có một khu đất trống, có một quán ăn Nhật tên là Sakabayashi. Ở đây bạn có thể ăn món mì soba truyền thống của Nhật Bản và những món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe như là đậu hũ và nhấm nháp cùng với rượu. Đi thôi. Ôi, hay quá. Wow, ở đây rất là nhiều gỗ nè. Ấy, mấy cái thùng này trông xinh quá. Nè, loại gỗ này là gỗ xưa đấy. Chỗ này ở Việt Nam cũng có bán nè. Ê, thật không? Đúng là rượu Nhật nhỉ? Cái gì đây? Đây là ký hiệu của giải thưởng Nobel. Vậy chắc loại rượu này đã được xuất hiện trong các sự kiện trao giải thưởng Nobel đấy. Ồ, tức là rượu sake ở đây đã nhận được giải thưởng Nobel. Loại rượu Fukushu, Phúc Thọ, được làm từ gạo nguyên chất, nhận được đánh giá cao từ hội Sommelier, hội đánh giá rượu quốc tế. Thậm chí rượu này còn được dùng để thiết đãi trong các bữa tiệc trao giải Nobel. Đây là loại rượu Phúc Thọ được làm từ gạo tinh chất. Fukushu. Ôi, nhiều quá. Cảm ơn. Tôi rất đầy nhé. Một chút thôi ạ. À. Cảm ơn. Đổ cái rượu vào đây là đã cảm thấy cái này nó lạnh lắm rồi. Cạn ly nào. Ôi, uống nghe. Thơm quá. Ôi, thơm quá. Dễ uống quá. Nhiều nước trái cây. Rượu này chắc là nặng lắm á. Vị đậm hả? Nhưng lại có vị ngọt. Đúng vậy nhỉ, mùi thơm rất ngọt, giống như là rượu trắng. Ngay cả phái nữ cũng dễ uống. Có mùi hương như là rượu Tây. Giống rượu Tây nhưng vị lại khác. Chú ơi, ở đây thì có cái rượu này nó có chức năng làm đẹp không ạ? Loại men này rất tốt cho da, nên có cả loại xà phòng làm đẹp sử dụng loại men này đấy. À, có cả xà phòng nữa sao? Vâng. Vì đã mất công đến đây rồi, nên tôi sẽ chỉ cho các bạn vào bên trong khu sản xuất loại rượu này luôn nhé. Vào được ạ? Đúng rồi. Bây giờ có thể hay quá. Sản xuất rượu, đi thôi. Đúng vậy nhỉ?
Lần này chúng ta sẽ tham quan khu sản xuất rượu đặc biệt này. Để đảm bảo vệ sinh, hai cô gái sẽ phải thay quần áo. Sáng quá. Xin mời. Đi thôi. Ôi tuyệt quá. Rộng quá. Cái này thì sao ạ? Cái này là cái lúc nãy mình chụp ảnh phải không? Đúng vậy nhỉ? Cái này nó xoay tròn. Đây là gạo được chưng lên, đang làm nóng nó. Ui, tay ngắn quá. Tay ngắn quá, không với được. Tuyệt quá. Nguyên liệu để sản xuất sake là gạo. Ở Shushikan, người ta phải rửa gạo bằng tay một cách cẩn thận. Sau đó, gạo sẽ được ngâm trong một lượng nước được tính toán một cách kỹ càng, với tỷ lệ là 30% nước so với lượng gạo. Gạo đã được ngâm nước sẽ không phải nấu lên mà sẽ được chưng lên. Để cho ra loại gạo ngoài cứng trong mềm thì phải chưng cất trong vòng 60 phút. Máy mà Chibi của chúng ta đang xem chính là lò chưng cất này. Gạo khi đã được chưng, phần tinh bột sẽ chuyển hóa thành đường và kết hợp với khuẩn Koji sinh sôi nảy nở thật nhiều, tạo ra Koji còn gọi là nấm cúc. Trong Koji có rất nhiều vitamin B1, B2 giúp tiêu hóa tốt và nâng cao khả năng trao đổi chất của da. Loại rượu này còn được công nhận về tính hiệu quả trong việc làm đẹp. Hãy lên xe buýt thôi nào. Ôi, trong này lát quá. Cả một khu sản xuất thật là lớn ở phía sau. Mùi gì ta? Đây là mùi gì hả chú? Đây là mùi của gạo đấy. Vâng ạ. Mình không biết là mình ngửi cái mùi này ra mình có đẹp không ta, để ngửi ra là nhiều. Vâng ạ. Nhanh lên. Vâng ạ. Bình thường chỉ làm lạnh bằng cái này. Nhưng mà bây giờ đang làm lạnh sao? Vâng ạ. Trong cái bình này đang diễn ra quá trình lên men gạo đã được chưng và Koji, đồng thời sản xuất ra thành phần là cồn và đường. Nhìn kìa, nó đang sủi bọt kìa. Có lỗ lẫn chởm hen. Nó sôi lục bục đúng không? Nó đang lên men đấy. Bên trong bình, Koji đang lên men liên tục, tạo ra các bọt khí nhỏ. Hãy thử lắng nghe âm thanh này nhé. À, hay quá. Nếu như bị rớt vào đây thì sẽ chết ngay đó, vì bên trong có rất nhiều khí CO2. Vì không có oxy. Ở Shushikan, ngay cả người bình thường cũng có thể tham quan hầm rượu. Sau khi biết thêm nhiều về công đoạn chế tạo, các bạn cũng có thể uống các loại rượu để so sánh. Đây là loại rượu chỉ có thể uống trong hầm thôi, vì không có thêm nhiệt độ để diệt khuẩn. Vâng ạ. Đầu tiên là loại rượu nhất định phải uống khi đến đây. Rượu tươi trước khi được xử lý diệt khuẩn bằng phương pháp tăng nhiệt, là loại rượu khá mạnh với nồng độ cồn là 15 độ. Liệu chị Bi uống được không? Ôi hay quá. Tôi rất thích. Đúng rồi, khi mà Yến uống qua thì Yến cảm thấy người nóng lên. Nhưng mà lúc đầu khi mà uống một ngụm này vào thì nó hơi cảm thấy choáng một chút. Tại vì chắc là hình như nồng độ rượu hơi nặng. Nhưng mà rất là ngon. Tiếp theo sẽ nếm thử loại rượu đã được xử lý nhiệt. Một chút thôi nha. Icy. Dễ uống quá, rất nhẹ. Nhờ phương pháp xử lý nhiệt mà rượu đã tròn vị hơn và uống rất vừa miệng. Phương thức uống so sánh thế này chỉ có riêng ở hầm rượu này. Đây chính là loại rượu sake đã được thay đổi một chút để phù hợp với phái nữ. Loại này thì có cảm giác như là rượu champagne, lên men thêm lần nữa khi ở trong bình. À, loại này ban nãy có trong hầm nhỉ? Nó sủi bọt rất nhiều. Có một ít cặn nên hơi... Rượu nãy giờ mà mặt mình muốn hồng luôn á. Cạn ly. Ngon quá. Ngon đúng không? Uống xong rồi à? Không thể tin được.
Rượu này rất là ngon. Rượu này như kiểu là hơi có một chút ga. Hương vị của loại rượu có được từ vị ngọt của gạo nên nồng độ giống như rượu champagne. Nếu là loại rượu sủi bọt rẻ tiền thì sẽ tạo ra khí ga carbonic, nhưng loại rượu này đã lên men lần nữa khi còn ở trong bình nên lại giống với champagne. Không hề động lại vị ngọt lạ trong miệng. Đúng vậy nhỉ? Và cái chân thì đang không vững rồi đấy. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của hai cô gái trong ngày hôm nay nhé. Cửa hàng bánh kẹo ở Umie có bày bán món bánh flan đặc sản của Kobe, sô-cô-la dâu với hương trà xanh, truyền thống và sô-cô-la trắng. Ngoài ra còn có món bánh flan kết hợp với Hello Kitty. Trong cửa hàng có khu vực dành cho khách ngồi lại ăn. Cửa hàng Sanrino Vivitis nổi tiếng ở Nhật với rất nhiều sản phẩm đa dạng từ Hello Kitty, My Melody, Gudetama. Cửa hàng thay đổi sản phẩm rất nhanh, với những sản phẩm đặc biệt chỉ có tại đây, rất thích hợp để làm quà tặng. Game Center của công ty Sega có rất nhiều trò chơi như là gắp thú, chụp hình. Đây là cửa hàng cắm hút thuốc nên thích hợp cho các gia đình có con nhỏ. Khách hàng đến chụp hình sẽ được cung cấp trang phục cosplay miễn phí. Là một nơi nấu rượu lâu đời với hơn 260 tuổi, đã từng được chọn để phục vụ trong buổi tiệc rượu trao giải thưởng Nobel năm 2016. Khách hàng đăng ký sớm có thể đi tham quan và dùng thử rượu tại đây, có tính phí. Nơi đây còn bày bán các loại mỹ phẩm, xà phòng có thành phần là rượu này để làm đẹp. Chị Bi đang rất vui vẻ ở Nhật. Vậy còn bạn, bạn sẽ có một chuyến du lịch để làm đẹp cho mình ở Nhật chứ? Bắt đầu bằng các điểm làm đẹp ở vùng Kansai đã giới thiệu trên chương trình. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một chuyến du lịch khắp các cảnh đẹp nổi tiếng của Nhật Bản như là ở Tokyo, Kyoto hay là núi Phú Sĩ. Cùng thưởng thức những món ăn Nhật Bản và ngâm mình trong suối nước nóng để thỏa mãn cả năm giác quan của mình. Sau khi xem chương trình biểu diễn thời trang lớn nhất của vùng Kansai, Kobe Collection từ hàng ghế đặc biệt, chúng ta còn có một buổi chụp hình lưu niệm cùng với người mẫu nổi tiếng. Ngoài ra, nhà tạo mẫu Nhật Bản đã phối đồ cho Chibi lần này sẽ có thể là người phối đồ toàn diện cho phong cách thời trang của bạn. Chuyến du lịch sang trọng trong một tuần lễ sẽ mang đến cho bạn nét đẹp từ thể chất cho đến tinh thần. Còn chờ gì nữa? Mời các bạn hãy đăng ký tại đây! Trong tập tiếp theo, Hoàng Yến Chibi và Kumiki sẽ tiếp tục hành trình tham quan Osaka, cùng nhìn ngắm thành phố Osaka tại tầng cao nhất của Sky Building, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản được bình chọn vào top 50 tòa nhà thế giới. Chibi sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Hai cô nàng còn được trải nghiệm phương pháp chăm sóc làm trắng da hiện đại nhất. Ngoài ra, còn có rất nhiều những phụ kiện và trang sức thú vị mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở Nhật Bản.